Ngon quá. Hay cha, đậm ấn. Đó, có kỳ tơ ra đó kìa. Hai con kỳ tơ luôn. Một phát một không. Ôi ôi, tôi chọc kè chạy ra như vậy xong rồi. Một dọc. Hai cây Kubota 105 của Đỗ Hòa đang phật tốc độ luôn nè. Chạy thứ gì chưa nổi không? Chạy gì biết phê. Quá vực. Rồi, thanh cua. Rồi, tài cho sẽ kéo đi lên 4 lớp, 1, 2, 3, 4. Rồi, nghiêng con bên nè. Rồi, trăm lẻ nãy giờ cũng anh em mới vừa sạn bao, chuẩn bị xuống đồng. Bữa nay anh em mình giải trí đến Kinh Dũng miền Tây mình ha. Ở đây thì tới hai cây trăm lẻ là anh em, cây này thì xuống trước. Chơi cái bồ quá nổ. Tiếp theo cây này là cây thứ hai, ở đây hai cây trăm lẻ nè bạn. Hiện tại cắt lúa OM 18 anh em, giá bán 7.000 mốt 7.200 một ký. Dữ dằn không? Lúc này thì hai cây đi cự ly cũng không xa nè. Cặp này thì cặp của Đỗ Hòa đang phượt tốc độ nè. Lúa này thì lúa OM 18, hiện tại giá bán 7.200 một ký anh em. Đây, tiếp theo chiếc thứ hai. Hai con gà cò thì quá gái. Quá dữ thiệt chứ. Rồi, đua luôn. Chiếc
trước chuẩn bị hốt luôn anh em ơi. Còn là thứ dữ không, hai chiếc tùng lên chạy gì nó mới phê, rôm gà phà ca luôn. Một dốc, hai cây Kubota 105 của Đỗ Hòa đang phượt tốc độ luôn nè. Chạy thứ gì chịu nổi không. Chạy gì mới phê, quá phượt. Rồi phanh cua, bấm dữ dằn ha, quá kịch tính hấp dẫn anh em ơi. Hai cây quá hốt, thứ gì chưa nói. Rồi chiếc này chạy sao rồi, phượt tốc độ theo cây 100 trước, quá xa, bỏ quá xa. Rồi đội hình xe kéo búa gà gom lúa, còn hai cây 100 thì lên đầu trên nè. Hai cây đang hủy diệt tốc độ, máy này thì bánh chính bu ly 1 tấc 35 hai cây. Có mấy sư phụ ra chuẩn bị bắt chuột rồi, 100 phanh cừu qua, quá sạch. Phục quá tốc độ, đây cây này thì đang đi sau nè, ráo riết chuẩn bị để đi tốc độ theo cây trước, xà bừ quá lẹ. Bồ nổ như là máy quay đầm già. Quá gái, hai gà chiến thì gái khủng. Lúa OM18 này, lúa này quá trúng anh em ơi. Một công 20 bao. Một trúng rồi. Ây chà, xe kéo. Ba lớp điều do. Lúa quá trúng rồi.
lẻ thì hết bao chờ lé bao anh em ơi. Còn xe kéo nè, xe kéo chơi 1, 2, 3 lớp, 3 lớp rưỡi. Còn cây 100 lẻ cũng đèn đi xuống nè. Rồi xe kéo bắt đầu leo đê lên anh em ơi. Còn đây dắt bao ra, hết bao rồi, quả đứng nung ra, từ từ ui quá đẹp. Rồi 100 lẻ này cũng đang đi xuống tới. Còn cây này thì lấy bao chuột chạy ra. Trời, lấy bao thêm 2 cây đều hết bao hết rồi. Rồi lấy bao vừa xong, anh em lấy bao vừa xong tiếp tục hốt. Máy bay tiếp theo chiếc này. Dữ chưa? Trời, vậy ra mới đã đó. Bớt. Hai chiếc đang kình xuống nè. Quỷ diệt tốc độ. Chạy thứ gì chịu nổi không? Còn cũng 1-2 vòng nữa rồi anh em ơi. Còn tầm lẻ kia cũng đèn đi xuống à. Lúc này anh em ra bắt chuột nè. Còn xe kéo 4 lớp đang phượt vô. Lô này 20 công à, 2 cây này chạy tiếng hơn là rồi anh em ơi. Phượt quá nhanh. Mỏ phát. Ây cha, lụm ứ. Ồ, có con cây tơ ra nữa kìa. 2 con cây tơ luôn. Một phát một con. Ôi có chuột kìa, chạy ra như vịt ông nội ơi. Pha này quá hấp dẫn. còn nữa. Ôi con. Ủa, cây tơ. Quá mồi bữa nay. Nướng mà chấm muối ớt cái thứ gì chịu nổi. Xe kéo 4 lớp. Lúa này nào nghe trúng lắm nè, mà lúa còng cỡ tấn trên tấn. Ô em 18 lúa này nè. Bao sệt bao nha. Xe này cũng cả 100 bao, hơn 100 bao. Tài đứng ha.
ngàn mấy trăm bao, quá trúng à. Rồi, Tài cho xe kéo đi lên 4 lớp, 1, 2, 3, 4. Rồi, nghiêng con bên à. Rồi, đội hình máy cắt 100 cũng cắt vừa xong anh em ơi. Mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.